Xin chào tất cả các dân chơi đã đến với channel của tôi. Đây là video đầu tiên của channel và cũng là video đầu tiên tôi edit nên mắc lỗi là điều không thể tránh khỏi. Và vì thế rất mong anh em thông cảm. Cảnh báo trước, video này sẽ có nhiều từ ngữ thô tục và không phù hợp với tất cả mọi người. Cân nhắc trước khi xem. Như anh em nhìn vào cái tiêu đề của video thì cũng đoán được rồi đấy. Cái video này nó sẽ tóm tắt toàn bộ diễn biến của con game Danganronpa Trigger Happy Havoc. Tôi thấy ở Việt Nam cũng đã có kênh tóm tắt cốt truyện của dòng game này rồi, nhưng tôi chưa thấy có ai thực sự chơi nó cả, trừ ông Dũng CT ra. Mặc dù ông ấy chơi được có một tí phần đầu. Phần 1 cũng khá đặc biệt khi mà nó có cả bản anime lẫn bản game. Nếu muốn chơi game thì anh em có thể lên trên Steam mua với giá 188.000, hoặc nếu muốn xem anime thì có thể lên kênh Muse Việt Nam để xem, hoàn toàn miễn phí. Và thậm chí nếu anh em lười quá, không có thời gian xem và cũng không có thời gian chơi game thì có thể xem cái video tóm tắt câu chuyện này của tôi cũng được, cũng miễn phí mà. Giới thiệu sơ qua về Danganronpa. Về cơ bản, lối chơi của con game này thuộc thể loại visual novel hay còn gọi là tiểu thuyết trực quan. Cho anh em mà chưa biết thì tiểu thuyết trực quan là thể loại game tiểu thuyết tương tác thường sử dụng phong cách anime, đôi khi là có cả ảnh thật ở đấy. Hiểu nôm na thì anh em đã đọc một cuốn sách nhưng mà kèm theo rất nhiều hình ảnh để cho nó dễ hiểu. Một số game nổi tiếng trong dòng visual novel có thể kể đến như là Stargate, Doki Doki Literature Club, Clannad và cả giả lập nuôi mèo Nekopara. Nghiêm cấm mấy đứa chim bé dưới 8 cm không được chơi mấy cái con game này, đặc biệt là con game cuối cùng. Giờ thì tôi sẽ đến luôn với phần tóm tắt cốt truyện. Học viện Hopic là ngôi trường của những học sinh giỏi nhất và thông minh nhất nước Nhật. Hàng năm thì trường sẽ tuyển chọn những học sinh tối thượng được gọi là các Ultimate, đó là những học sinh tài năng ở một cái lĩnh vực nào đấy mà họ giỏi, bất kể cái lĩnh vực đấy là gì. Có thể kể đến như là giết người, đua xe, cờ bạc. Nói tóm lại, bạn chỉ cần là công dân của Nhật và giỏi về một cái lĩnh vực đéo gì đấy thì tự khắc cái trường này sẽ gửi cho bạn một cái giấy thông báo trúng tuyển. Chưa mở đầu, nhân vật chính của chúng ta Makoto Naegi là một học sinh mới nhận giấy thông báo trúng tuyển của cái trường Hopic này. Tài năng của thanh niên này cũng rất là ảo ma, bởi vì thanh niên này được nhận nhờ may mắn. Lý do là hàng năm cái trường này sẽ quét xổ số để chọn một học sinh ngẫu nhiên và chọn cái học sinh đấy làm Ultimate Lucky Student. Tôi cũng đéo hiểu đây là cái trường đéo nữa. Thanh niên Makoto này tự nhận rằng mình chỉ là một học sinh bình thường như bao đứa bình thường khác. Tôi cũng có tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của thanh niên này, nhưng thực sự là nó không có gì đặc biệt cả. Và rồi khi thanh niên đang hí hửng chuẩn bị bước vào ngôi trường mới thì đột nhiên tầm nhìn của thanh niên bị biến dạng và tối đen như mực. Cuối cùng thanh niên này tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một cái lớp học. Sau một hồi tìm hiểu, thanh niên này cũng biết được mình đang ở bên trong ngôi trường Hopic Academy kia. Tuy nhiên, tất cả lối thoát đều bị phong tỏa và không thể nào thoát ra được. Sau đó thanh niên này có phát hiện ra ngoài bản thân mình thì còn tới 14 học sinh khác cũng bị mắc kẹt ở trong cái ngôi trường này. Tất cả đều là những học sinh tài năng nhận được giấy thông báo trúng tuyển. Những tài năng đấy bao gồm Ultimate văn chương, Ultimate bơi lội, Ultimate bóng chày, Ultimate thời trang, Ultimate ban kỷ luật, Ultimate hỏi chấm, Ultimate cờ bạc, Ultimate thầy cúng, Ultimate con ông cháu cha, Ultimate IT Chadit, Ultimate Weibo Jack, Ultimate dân tổ, Ultimate nữ võ sư. Tôi đéo đùa, nữ võ sư nhá. Và Ultimate Idol. Tôi kết em Idol này nhất này. Sau khi làm quen với nhau thì cả bọn đã tập hợp tại phòng gym và gặp một con gấu trắng đen lồi rốn có tên là Monokuma. Monokuma tuyên bố rằng các học sinh ở đây chỉ có hai lựa chọn: một là sống trong cái học viện này mãi mãi, và hai là giết học sinh khác mà không để bị phát hiện thì mới có thể tốt nghiệp rời khỏi đây. Các học sinh cũng bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau vì không ai biết được ai sẽ là người làm theo những cái lời mà con gấu đó nói, và vì thế trò chơi giết chóc mới chính thức được bắt đầu. Chương 1. Trong chương này, Makoto đã làm quen được với em Sayaka Maizono, Ultimate Idol, cái em mà tôi đã nhắm vào ngay từ đầu ấy. Và em ấy cũng chủ động làm quen luôn với mình ạ. Tôi thấy nhà làm game rất có tâm khi mà vừa vào game đã gắn ghép hai cái nhân vật này với nhau. Tôi có tìm hiểu sơ qua về cái em Sayaka này. Cả em ấy và cả Makoto đều từng học tại trường cấp 2 Blackroot, mặc dù không biết gì về tính cách của nhau cả bởi vì hai đứa này không học cùng lớp. Nhưng trong một lần, Sayaka nhìn thấy Makoto chăm sóc cho một con sếu bị thương sau khi con sếu đấy bị mắc kẹt ở trong cái hồ bơi của trường. Hành động này đã khiến Sayaka bị ấn tượng, và sau đó con nhỏ này muốn tìm hiểu thêm về Makoto. Makoto cũng để ý đến Sayaka bởi vì em ấy là một idol rất nổi tiếng. Đến tôi còn để ý nữa cũng hổ cái thằng đụt này. Nhưng thật không may, hai đứa này đã tốt nghiệp trường cấp 2 mà không tương tác gì với nhau cả. Trong sự kiện thời gian rảnh rỗi của mình, Sayaka có tâm sự với Makoto về mấy chuyện tình cảm nam nữ và hỏi xem nhân vật chính của chúng ta có đang thích ai đấy không. Và rồi khi nhỏ này được hỏi thì nhỏ này đã đáp lại rất nhẹ nhàng là có để ý đến một ai đấy và nhìn thẳng vào mắt
mặt Makoto với đôi má đỏ ực đấy. Huyền này đẹp đéo chịu được anh em ạ. Đẹp đến nỗi tôi quên mẹ mất tôi đang chơi game gì luôn. Tôi không biết ông nào viết ra kịch bản này, nhưng mà chắc chắn là ông ấy với cái ông tác giả của Attack on Titan là hai anh em ruột, bởi vì cái motif này rất giống Attack on Titan. Hễ thấy một OTP real là phải cho một đứa chết. Vâng, em Sayaka này chết, trở lại trước lúc em ấy chết. Con gấu đen trắng lừa rốn có vào phòng của Makoto và nói với thanh niên rằng cửa nhà vệ sinh của anh bị hỏng khóa, đại khái thì phải nâng cái tay nắm cửa lên một tí thì mới có thể mở được. Con gấu chế giễu Makoto là thật đen đủi khi có cái phòng như thế này. Nếu tài năng của thanh niên này là may mắn thì đã đéo dính vào cái trò giết chóc này rồi, chứ nói gì đến chuyện cửa nhà vệ sinh hỏng hay không. Sau đấy thì con gấu lừa rốn đã thông báo với tất cả học sinh rằng nó đã chuẩn bị một món quà cho họ, và món quà đó là một đĩa DVD có chứa nội dung khiêu dâm, à không, có chứa nội dung khuyến khích tạo động lực cho các học sinh ở đây muốn trốn ra bên ngoài. Trong cái đĩa của mình, Makoto thấy em gái và bố mẹ mình đang ở nhà, nhưng sau đó cảnh quay bị nhiễu và thay thế bằng cảnh căn phòng bị phá hủy. Còn gia đình của thanh niên này thì mất tích không rõ nguyên nhân. Makoto sốc, mọi người đều sốc, nhưng Sayaka sốc nặng nhất. Nhỏ này hoảng sợ rồi bỏ chạy. Makoto đuổi theo cố giúp nhỏ này bình tĩnh lại. Thanh niên hứa là sẽ bảo vệ cho nhỏ này và nói rằng sẽ cùng nhỏ này tìm cách thoát ra bên ngoài. Nhưng thật không may, lời hứa của thanh niên này chỉ kéo dài được có nửa ngày, bởi vì sau đó Makoto đã phát hiện Sayaka chết trong nhà vệ sinh của mình. Nếu tôi không giải thích kỹ thì chắc anh em đã nghĩ Makoto giở trò đổi bại gì đấy đúng không? Nhưng thật ra thì không phải. Trở lại cái đêm mà em ấy bị giết, Sayaka và Makoto có đổi phòng cho nhau vì Sayaka nghĩ rằng như thế sẽ an toàn hơn. Thành ra giờ Sayaka thì ở phòng của Makoto, còn Makoto thì ở trong phòng của Sayaka. Nhưng cũng chính vì Sayaka chết trong phòng của mình nên Makoto ngay lập tức bị tình nghi là kẻ đã giết người. Sau đấy thì con gấu lừa rốn bảo cả bọn bắt đầu đi tìm kiếm bằng chứng để bắt đầu phiên tòa lớp học. Phiên tòa lớp học là nơi mà tất cả các học sinh phải đứng trước vành móng ngựa thảo luận với nhau và tìm ra ai mới là hung thủ. Nếu tìm ra thành công thì hung thủ sẽ bị xử tử. Nghe thì có vẻ giống giống mấy cái trò như kiểu Among Us hay là Google Duck. Tuy nhiên, nếu xác định sai hung thủ thì cả bọn sẽ bị xử tử thay thế cho hung thủ, và hung thủ sẽ là kẻ duy nhất sống sót. Sau khi con gấu lừa rốn bảo cả bọn đi tìm bằng chứng để có thể thảo luận thì có một đứa liều lao ra mà nói: bố mày đéo thích làm đéo được nhau. Con gấu chỉ nhếch mép cười và cho con nhỏ đấy thấy nó có thể làm được cái đéo gì. Junko Enoshima Ultimate thời trang. Con nhỏ này đã bị xin chết một cách hết sức lãng xẹt, bị dọa bởi cái chết của Junko. Cả bọn biết mình đéo thể nào nhờn với con gấu lừa rốn này rồi nên buộc phải điều tra và làm theo lời nó nói. Sau một hồi điều tra, cuối cùng cả bọn cũng bắt đầu phiên tòa. Trong nỗ lực minh oan của mình, cuối cùng Makoto biết được sự thật rằng Sayaka vốn không phải nạn nhân mà là đứa đầu têu. Như được biết, trong đêm đó thì con nhỏ này đã đổi phòng với Makoto. Mục đích đổi phòng như vậy là để dụ hung thủ tới phòng của Makoto, sau đấy thì giết hắn ở đây, hòng có thể đổ tội cho nhân vật chính. Đúng là gái gú chỉ đem lại niềm đau thôi anh em ạ. Đầu tiên thì con nhỏ này sẽ gửi bức thư cho hung thủ và mời hung thủ tới phòng của mình để nói chuyện theo kiểu Hải Phòng. Tất nhiên, hung thủ đéo phải là người Hải Phòng và cũng đéo biết gì về âm mưu của Sayaka cả, nên hắn bất thình lình bị tấn công và chỉ ra sức tự vệ mà thôi. Nhưng nếu Sayaka ám sát được thằng hung thủ thì nhỏ này đã đéo chết rồi. Nhỏ này đã bị hung thủ counter dùng thanh katana giả đánh cái đốt phát vào cổ tay khiến con dao văng ra. Sayaka sau đó đã nấp vào trong nhà vệ sinh. Vốn dĩ nhà vệ sinh của các phòng nam thì không có khóa, nhưng vì phòng của Makoto khá đặc biệt do phải nâng tay nắm cửa lên thì mới có thể mở khóa. Hung thủ đéo biết chuyện này, Sayaka đéo biết luôn. Thế là hung thủ nhặt con dao lên rồi ra sức phá khóa. Phá khóa không được, hung thủ quay về phòng của mình, lấy bộ tô vít trong ngăn kéo rồi đem sang phòng của Makoto từ từ cậy khóa. Tôi đéo hiểu ông nào nghĩ cái tình huống ảo ma này nữa. Nhưng thôi, logic game nó vậy. Tôi nghĩ là Sayaka cũng đã định chạy đi sau khi biết hung thủ chạy đi rồi, nhưng vì con nhỏ này không biết là cái tay nắm cửa bị hỏng, thành ra nó bị nhốt mẹ trong ngoài luôn, đéo thể nào thoát ra được, và ngồi đó cho đến khi thanh niên hung thủ quay lại cầm cái tô vít vặt tung cái bản lề ra rồi đâm chết Sayaka. Trước khi chết, Sayaka đã kịp thời viết tên của hung thủ ra sau lưng mình. Hung thủ sau khi giết được Sayaka thì đã nghĩ đến chuyện thủ tiêu bằng chứng, hắn muốn ném tất cả vào trong cái lò đốt rác. Thế nhưng chìa khóa của lò đốt rác thì đã bị thanh niên Ultimate Weibo Jack cầm. Hung thủ không có cách nào khác ngoài tự mình tìm cách mở cái lò đấy ra. Hắn lấy một quả cầu thủy tinh đứng sau song sắt cửa lò rồi ném chúng vào cái công tắc bật lò. Khi cái lò được bật lên, hắn buộc cái áo dính máu thành một quả bóng rồi sau đó ném vào trong cái lò, thủ tiêu toàn bộ bằng chứng. Thế nhưng chính điều này đã tố giác hung thủ. Có hai bằng chứng để chứng minh điều này. Thứ nhất là Sayaka đã viết được tên của hung thủ trước khi chết, 11037. Nếu lộn ngược lại thì ta có thể thấy được một cái tên là Leon, cộng thêm việc hung thủ là người cực kỳ chuyên nghiệp trong việc ném đồ vật đi một cách chính xác. Vậy nên hung thủ không phải ai khác ngoài Leon S. Kennedy, là Leon Kutawa Ultimate máu chảy. Sau khi bị kết tội thành công, Leon bị xử tử. Thank you.
Chương 2. Sau khi Leon bị hành quyết, một khu vực mới đã được con gấu lột rốn mở khóa, đó là tầng 2 của học viện. Ở đây có một cái hồ bơi và có hai phòng thay đồ gần đấy. Học sinh phải dùng cuốn sổ tay điện tử của mình thì mới có thể vào trong phòng thay đồ. Có một cái luật bất thành văn ở cái nơi này, đó là nam thì vào phòng thay đồ nam, nữ thì vào phòng thay đồ nữ. Và vì thế bất kỳ ai vi phạm sẽ bị cái khẩu 6 nòng ở trên đầu sấy đến chết. Và ngoài ra thì học sinh không được đổi sổ tay điện tử cho nhau để vào phòng thay đồ của người khác. Nghe cũng có vẻ khá là lòng ngoằng. Tuy nhiên cái luật này có một cái hạn chế, đó là học sinh hoàn toàn có thể sử dụng sổ tay điện tử của những người đã chết. Tạm bỏ qua cái chuyện đó đi. Sau khi khám phá xong tầng 2 thì Makoto đã gặp được hai thanh niên, một ông tên là Kiyotaka Ishimaru Ultimate Ban Kỷ Luật và một ông tên là Mondo Ozawa Ultimate Racing Boy. Hai thanh niên này xảy ra mâu thuẫn rồi sau đó quyết định thi đấu với nhau bằng cách sông hơi đến chết và nhờ Makoto làm trọng tài. Tuy chẳng rõ ai thắng ai thua cả, thế nhưng đéo như bọn con gái, bọn con trai chuyển từ thù thành bạn chỉ sau đúng một đêm. Sau cái vụ đấy thì hai thanh niên này tự nhận nhau làm anh em chí cốt, và rồi cái gì đến cũng lại đến. Con gấu lồ rốn lại chưa cho mất dạy. Nó mang đến một động lực khác cho các học sinh ở đây, đó là những cái bí mật đáng xấu hổ nhất của họ. Nếu trong 24 giờ không có xảy ra án mạng thì nó sẽ phá tán tất cả những cái bí mật đáng xấu hổ đấy cho toàn thế giới biết. Trong trường hợp của Makoto thì thanh niên này vẫn còn tè dầm cho đến khi lên cấp 2, tưởng chừng như là sẽ đéo có ai giết người chỉ vì mấy cái bí mật đấy cả. Thế nhưng nào ngờ lại có. Sáng ngày hôm sau, Makoto đã phát hiện ra Chihiro Fujisaki, Ultimate lập trình viên, là người đã bị đóng sống trong phòng thay đồ nữ. Qua quá trình tìm kiếm bằng chứng thì ta biết được Byakuya Togami, Ultimate con ông cháu cha, đã nghi ngờ về một kẻ có tên là Genocider giết Chihiro và cho rằng cái tên Genocider đó là một trong những học sinh ở đây. Tiểu sử của thanh niên này cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ việc nhà thanh niên này giàu vãi cả lồn. Tôi có lẽ cũng đã hiểu là bằng cách nào mà thanh niên này lại được nhận vào trong cái trường này rồi. Trong phiên tòa thì Byakuya đã cáo buộc Toko Fukawa, Ultimate văn chương, là Genocider. Lý do thanh niên này biết là do con Toko đấy tự mình tiết lộ rằng con nhỏ này có một cái nhân cách khác trong mình được gọi là Genocider Ultimate sát nhân. Còn lý do tại sao nó nói thì do nó dại trai. Sơ qua về cái con nhỏ Toko này, tại bệnh viện nơi mà con này được sinh ra cũng có một đứa bé khác được sinh ra vào cùng thời điểm, thế nhưng đã chết do một cái tai nạn y tế, không rõ con của mẹ nào vì cả hai bà mẹ đều từ chối xét nghiệm DNA. Lý do là họ không muốn tin rằng là con mình đã chết, và trùng hợp thay là cả hai bà này đều ngủ chung với cùng một ông, nên thành ra giờ Toko có tới tận hai bà mẹ và một người bố, tưởng rằng thế là sướng. Nhưng đéo, con nhỏ này đã từng bị ngược đãi khi còn nhỏ. Nó từng bị nhốt vào trong tủ và buộc phải ở đó 3 ngày mà không được ăn uống gì cả. Trải nghiệm này khiến nó phát triển một cái chứng sợ bóng tối, và dần dần cái chứng đó trở thành rối loạn nhận dạng phân ly DID với một nhân cách khác thay thế có tên là Genocider. Genocider là một kẻ giết người hàng loạt, đã sát hại tới 37 người và đóng sống họ. Thế nhưng qua tranh luận, Makoto kết luận rằng là Genocider vô tội, bởi vì cách giết người của Genocider khác hoàn toàn so với cái kiểu nửa vời này. Và quan trọng nhất, Genocider chỉ nhắm vào đàn ông, mà Chihiro lại là phụ nữ, bị loại khỏi diện tình nghi. Giờ thì đến lượt thanh niên con ông cháu cha là cái thằng bị tình nghi, bởi vì thanh niên này là người duy nhất biết về Genocider. Sau đấy thì thanh niên này cũng đã thú nhận rằng thanh niên này đã phát hiện ra xác của Chihiro, rồi sau đó biến tấu cái xác đấy để trông nó như thể là Genocider đã ra tay vậy. Mục đích thanh niên này làm vậy là chỉ để cho vui thôi. Mẹ thập phá game, lẽ ra thanh niên này phải là kẻ đáng ngờ nhất. Tuy nhiên Makoto lại nhận thấy có điểm bất thường, đó là hiện trường của vụ án. Thanh niên con ông cháu cha đã nói rằng mình tìm thấy xác của Chihiro ở trong phòng thay đồ nữ, thế nhưng Makoto lại tìm thấy bằng chứng chứng minh rằng Chihiro đã bị giết ở phòng thay đồ nam. Không hiểu tại sao Chihiro lại bị giết ở đấy thì em Kyoko Ultimate hỏi chấm đã tiết lộ rằng Chihiro thực chất là cú cò gai. Tôi đã bị lừa anh em ạ. Mà đã là cú cò gai thì không thể vào phòng thay đồ nữ được. Tôi đã bảo từ đầu rồi, nam thì vào phòng thay đồ nam, nữ thì vào phòng thay đồ nữ. BD một có phòng riêng thì đéo có đâu. Và vì thế thanh niên này đéo có phòng, nên chắc chắn thanh niên này chỉ có thể vào phòng thay đồ nam mà thôi. Và vì thế phạm vi nghi phạm bị rút gọn, còn những thanh niên nam giới ở trong diện tình nghi, thằng cháp IT này gặp được hung thủ trong phòng thay đồ nam, sau đó thì bị hung thủ đập quả tạ vào đầu. Tôi nghĩ là chắc thanh niên hung thủ cũng cay khi biết thằng này là cháp vậy. Thật tội cay. Sau khi giết thằng cháp IT, hung thủ dọn dẹp hiện trường rồi lôi hết những thứ có liên quan sang phòng thay đồ nữ. Lý do thanh niên này có thể vào trong đấy là vì hắn có thể dùng sổ tay điện tử của người đã chết để vào, như tôi đã nói từ đầu, và cụ thể ở đây là sổ tay của Sayaka hoặc là Junko. Thế là thanh niên Byakuya và tất cả các anh em nam giới đều bị cho vào diện tình nghi. Nhưng may thay, ấy chết tại miệng Mondo Ultimate Racing Boy đã vô tình nói rằng thanh niên này biết màu áo của Chihiro là màu xanh dương. Trong khi đó Celestia
Ultimate cờ bạc là nhân chứng duy nhất và cô ta chưa hề tiết lộ gì cả. Và thế là hết, Mondo bị buộc tội. Ngoài ra thì có một bằng chứng khác đánh kép hơn, đó là sổ tay điện tử bị hỏng. Hung thủ đã phi tang sổ tay của thằng Chap IT để cái bí mật về giới tính của thằng Chap IT là một ẩn số. Thế nhưng thằng hung thủ là ngu đến nỗi không nghĩ rằng bọn con gái nó sẽ vén váy của thằng Chap IT lên và kiểm tra xem thằng ấy có chim hay không. Lẽ ra thì để cho chắc, thằng hung thủ nên xẻo mẹ chim của thằng Chap IT đi là thủ tiêu được mọi bằng chứng. Lan man thế đủ rồi. Vậy thì tại sao thủ tiêu cuốn sổ tay lại có liên quan đến việc xác định hung thủ? Đơn giản là vì sổ tay điện tử là thứ vô cùng bền và không dễ gì bị phá hỏng cả. Tuy nhiên thanh niên này lại biết được cách để làm hỏng nó, đó là đặt cuốn sổ tay đó ở nơi có nhiệt độ cao trong thời gian dài. Và như ta đã biết, hung thủ là một thằng dở người, mặc nguyên bộ đồ băng đạc của mình vào trong phòng xông hơi mà quên đéo lấy cuốn sổ tay điện tử ra. Thế nên cuốn sổ tay của thanh niên này bị hỏng mẹ luôn. Và vì thế ngoài hung thủ thì sẽ chẳng còn ai biết được cách làm này. Chỉ với hai bằng chứng ngắn ngủi như thế thôi mà ta có thể kết luận Ultimate Racing Boy chính là hung thủ. Đôi nét về thằng Chap IT. Khi Chihiro còn nhỏ, thanh niên này đã thường trở thành đối tượng bị quấy rối và bắt nạt. Thanh niên luôn bị cho là quá yếu đuối so với một đứa con trai. Và vì điều đó, Chihiro bắt đầu ăn mặc như con gái để mọi người không còn bắt nạt thanh niên này nữa. Tuy nhiên cái việc giả gái này không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Thanh niên này sẽ càng bị bắt nạt nhiều hơn nếu như mọi người biết được sự thật. Và vì thế thanh niên này đã tới gặp Mondo. Bởi vì với thanh niên này, Mondo là mẫu hình đàn ông mà thanh niên này muốn trở thành. Đôi nét về Mondo. Mondo vốn là một racing boy trong băng đảng The Crazy Diamonds, một băng đảng đua xe. Và vào cái ngày mà anh trai của thanh niên này nhường lại vị trí thủ lĩnh cho thằng em, thì hai anh em nhà này đã đua xe với nhau. Nhưng với sự hào thắng của mình, Mondo đã liều mạng mà tạt đầu ô tô. Nhưng rất may, thanh niên này đã được anh trai mình cứu kịp thời. Tuy nhiên giữ được mạng thằng em thì thằng anh phải chết. Đây cũng là bí mật mà Mondo không muốn nói cho ai. Để rồi khi Chihiro gặp Mondo và nói rằng thanh niên này muốn trở nên mạnh mẽ hơn để vượt qua cái bí mật của mình, thì Mondo lại cảm thấy ghen tị trước sự mạnh mẽ của dân IT, thứ mà một racing boy như anh không bao giờ có. Trước sự ghen tị đó, thanh niên này đã bực mình và rồi vô tình kết liễu thằng Chap IT lúc nào không hay. Mondo sau đó đã bị tuyên án tử hình. Và cách chết của Mondo là cách chết kinh hãi nhất trong toàn bộ cái phần này. Chương 3. Kiyotaka đang bị sang chấn tâm lý bởi vì người anh em cây khế của mình đã bị biến thành thịt đóng hộp. Sơ qua về thanh niên này thì ông nội của thanh niên này từng là thủ tướng của Nhật. Thế nhưng chỉ sau vài tháng nắm quyền, dư luận đã chỉ trích ông ta vì một cái vụ bê bối tai hại và buộc ông ta phải từ chức. Sau đó thì công việc kinh doanh của gia tộc bị sụp đổ và cả gia tộc bị mắc những cái khoản nợ khổng lồ. Kiyotaka vô cùng căm phẫn ông nội và cái mác thiên tài mà ông ta gắn cho mình. Thanh niên này tin rằng cái bi kịch của ông nội là bài học quan trọng nhất trong đời và thanh niên này thề rằng sẽ khôi phục
phục lại tên tuổi cho gia đình của mình bằng cách đạt được những cái thành công nhờ vào làm việc chăm chỉ hơn là tài năng bẩm sinh. Tôi thấy thanh niên này cũng khá là đáng nể khi mà biết nỗ lực để thay đổi số phận của mình. Tuy nhiên thì cái dịch quá thì cũng không tốt anh em ạ. Trở lại với trò chơi, sau cái ngày Mondo bị xử tử, Makoto cùng với những học sinh khác còn sống đã tụ tập lại để nghe thông báo của con gấu. Sau đó con gấu mất dạy này nó lại tạo ra một cái động lực khác, đó là nếu ai có thể rời khỏi cái ngôi trường này thì người đó sẽ nhận được 10 tỷ yên tiền mặt. Thanh niên Makoto đã rất là thất vọng khi nhận ra ý định của con gấu là khiến cả bọn chống lại nhau. Sau vụ thông báo đó, Makoto và những người khác tập trung vào phòng để đồ khi nghe được Aoi Asahina Ultimate bơi lội nói rằng con nhỏ này đã nhìn thấy hồn ma của Chihiro ở đây. Và sau khi điều tra, cả bọn ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng đó là một chiếc máy tính xách tay có hình của thằng cháp IT trên đấy. Nhưng đây thực chất là một con AI có tên là Alter Ego do Chihiro tạo ra trước khi chết. Dẫu sao thì thanh niên này cũng là dân IT, cài Win mới khó chứ tạo ra AI thì khó cái đéo gì. Sau đó cả bọn yêu cầu Alter Ego giải mã một số cái tệp được mã hóa trong máy và con AI này vui vẻ chấp nhận. Tiếp theo thì thanh niên Kiyotaka đã tới gặp Alter Ego. Kiyotaka tin rằng cái con AI này là hồn ma của Chihiro và muốn thay mặt Mondo để xin lỗi. Alter Ego nói rằng nó không có dỗi rồi thay đổi hình đại diện của nó thành hình đại diện của Mondo dựa trên những cái dữ liệu mà Chihiro đã cung cấp. Nó bảo Kiyotaka rằng là hãy ráng sống một cuộc đời mà cả Chihiro lẫn Mondo đều không thể sống. Kiyotaka sau đó đã thức tỉnh, tóc của thanh niên này biến lên màu trắng, còn mắt thì biến lên màu đỏ, mồm thì lẩm bẩm 1000 - 7 là bao nhiêu, mỗi tội là không ăn thịt người thôi. Thanh niên này sau đó đã đổi tên thành Kiyondo. Theo như thanh niên này nói thì đây được cho là sự hợp nhất giữa linh hồn của thanh niên này với linh hồn của Mondo. Ông ấy ông điên mẹ rồi. Alter Ego sau đó còn giải mã được một số tệp ở trong máy, trong đó có một bức ảnh Mondo, Chihiro và cả Leon đang ở bên nhau. Bức ảnh này hàm chứa điều gì thì chưa ai rõ cả. Và rồi vào tối ngày hôm đó, thanh niên Hifumi Yamada Ultimate Weibo đã tới gặp Alter Ego. Thanh niên này giải thích rằng Alter Ego là cô gái duy nhất có thể lắng nghe về những cái sở thích bệnh hoạn nào đấy của thanh niên này, và dường như thanh niên này cũng đã yêu luôn cái con AI này. Rõ ràng là thằng mập này biết Chihiro là con trai nhưng mà vẫn đem lòng yêu. Như một họa sĩ đã từng nói, nam nữ quan trọng đéo gì, sướng là được. Cả Hifumi và cả Kiyotaka nhanh chóng nảy sinh mâu thuẫn vì thằng nào cũng muốn có Alter Ego cho riêng mình. Nhân lúc này thì thằng hung thủ đã để ý đến và muốn lợi dụng hai đứa này để có được 10 tỷ yên của con gấu lừa dối. Vào ngày diễn ra án mạng, Celestia Ludenberg Ultimate cờ bạc là đứa được phát hiện ra ở trong phòng game. Con nhỏ này bị đánh bởi một cái búa gọi là búa công lý số 1, tuy nhiên nó vẫn còn sống. Sau đó con nhỏ này bảo rằng thằng béo Weibo đang bị một kẻ dí theo và lùa như một con heo. Tiếp theo cả bọn phát hiện ra là thằng béo Weibo đã bị gõ vào đầu bằng cây búa công lý số 2 ở trong thư viện. Rất may là thanh niên này vẫn còn sống. Cả bọn chia nhau ra đi tìm kẻ tấn công. Và rồi Makoto phát hiện ra mập Weibo đã bị giết bởi cây búa công lý số 3 ở trong phòng y tế. Makoto sau đấy chạy lên phòng lưu trữ và rồi phát hiện ra Kiyotaka cũng đã bị giết bằng cây búa công lý số 4. Thế rồi sau khi nghe Aoi hét lên, cả bọn lại chạy xuống phòng y tế và bất ngờ khi xác của mập Weibo đã biến mất. Tiếp theo đó cả bọn lại chạy lên phòng lưu trữ và xác của Kiyotaka cũng lại biến mất. Cảm thấy rất khó hiểu, nhưng tuy nhiên sau cùng cả bọn lại tìm thấy xác của Kiyotaka và xác của mập Weibo đều ở trong nhà kho phòng nghệ thuật. Lúc này toàn bộ nghi ngờ đều đổ dồn về Yasuhiro Hagakure Ultimate thầy cúng, là người được phát hiện ở trong cái bộ đồ robot. Nghe thì có vẻ khá loằng ngoằng, vậy nên tôi sẽ vào thẳng luôn vấn đề. Trước tiên, hung thủ đã lấy Alter Ego mà đặt nó ở một tủ đựng đồ khác ở trong nhà tắm công cộng. Sau đó hung thủ nó dối thằng mập Weibo rằng Kiyotaka đã lấy Alter Ego cho riêng mình. Thằng mập phải bắt đầu cay. Thế rồi hung thủ bảo với thanh niên là để tao làm nhân chứng và tạo chứng cứ ngoại phạm cho, cứ vô tư giết nó đi. Nếu hiểu do thanh niên này tin thật ạ. Và dù sau đó để tạo chứng cứ ngoại phạm thì hung thủ và mập Weibo đã bảo nhau gài Yasuhiro Hagakure Ultimate thầy bói. Hai đứa này đánh thuốc thằng thầy bói rồi sau đó nhét vào trong cái bộ đồ robot kia, chụp lấy một bức ảnh để mọi người tin rằng chính con robot mới là hung thủ. Tiếp theo đó thì mập Weibo gọi thanh niên Kiyotaka tới phòng thiết bị vào lúc 6 giờ sáng, nhưng ai mà ngờ được mập Weibo lại cắn trộm thanh niên mập phăng chết luôn Kiyotaka bằng cây búa công lý số 4. Mục đích đánh số như vậy là nhằm gây rối loạn thông tin. Đầu tiên hung thủ giả vừa làm nạn nhân, rồi sau đó đặt cây búa công lý số 1 cạnh chỗ mình. Sau đó hắn chia ra bằng chứng về bức ảnh chụp con robot khi trước, hòng tạo lòng tin với mọi người. Kể từ đấy thì mọi người đều tin rằng cái thằng sở người mặc cái bộ đồ robot đó chính là kẻ tấn công. Sau đó thì cả bọn phát hiện ra mập Weibo ở trong thư viện, nhưng thực chất thằng mập lại chỉ đang diễn và thanh niên đã lén đặt cây búa công lý số 2 cạnh chỗ mình, giả vờ như vừa bị đánh. Hung thủ bảo với mọi người chia nhau ra đi tìm kẻ tình nghi, và lúc này được chia làm hai nhóm, nhóm của Makoto
và nhóm của Byakuya. Mộc Wibu nói rằng muốn xuống phòng y tế, thế nhưng nhân lúc không ai chú ý thì Mộc Wibu đã lấy một cái túi máu ở trong phòng rồi giải lên đầu như một thằng chết não. Sau đó thanh niên đặt cây búa công lý số 3 cạnh chỗ mình. Và rồi vào khoảnh khắc mà nhóm của Makoto tìm thấy Mộc Wibu và nhóm của Byakuya tìm thấy xác của Kiyotaka gần như là trùng nhau, và ngay lập tức thông báo tìm thấy cái xác của con gấu lồ rốn lại vang lên. Thế nên mọi người đều nghĩ rằng Mộc Wibu đã chết, mà đéo ai thèm kiểm tra xem đã chết thật hay chưa. Sau đó thì Hung Thủ đã đánh động cho nhóm của Makoto chạy lên để kiểm tra nhóm của Byakuya, và nhờ thế Mộc Wibu lại được ở một mình. Sau khi mọi người biết Mộc Wibu bị mất, họ lại chạy xuống phòng y tế một lần nữa. Mộc Wibu lúc này đang trú trong nhà kho phòng nghệ thuật. Sau khi thấy mọi người đang chạy xuống phòng y tế, thanh niên này đã lấy cái xe đẩy ở trong phòng ra rồi bẩy một phát xác của Kiyotaka từ trên phòng lưu trữ xuống nhà kho phòng nghệ thuật. Mục đích thanh niên làm vậy để khiến cho vụ án xác chết biết đi được diễn ra. Tôi đéo hiểu ẩn ý của thằng lồn này là gì, tưởng chừng thế là hết chuyện. Thế nhưng hung thủ đâu dễ gì tha cho thằng mập, nhất là khi nó là Wibu. Sau đó hung thủ phát một cái búa gỗ bình thường ở gần đó rồi phang chết luôn ở mập. Để đến lúc mà mọi người phát hiện ra thì họ tưởng rằng hai cái xác kia đã tự động di chuyển. Trước khi chết thì Mộc Wibu đã nói ra tên của hung thủ là Yasuhiro, cũng chính là cái thanh niên đã bị gài phải mặc cái bộ đồ robot kia. Hiện tại thanh niên này đang bị nhốt ở trong một cái tủ đồ chỗ hồ bơi, và lúc bị phát hiện thanh niên này vẫn đang mặc bộ đồ đấy. Nhưng sau đó cả bọn chứng minh được rằng nếu mặc cái bộ đồ ngu cái học này thì sẽ rất khó để di chuyển, và vì thế Yasuhiro không thể nào là thủ phạm. Tuy Yasuhiro không phải là hung thủ, thế nhưng Makoto cho rằng có một người khác cũng có tên là Yasuhiro, và kẻ này chính là kẻ đã nói rằng đã tận mắt nhìn thấy cái bộ đồ ngu cái học kia di chuyển, và đó là Celestia Ludenberg. Con nhỏ này mới là hung thủ thực sự, và tên thật của con nhỏ này là Yasuhiro Taeko. Động cơ thực sự của con nhỏ này xuất phát từ cái ham muốn có được 10 tỷ yên của con gấu lồ rốn. Con nhỏ này muốn có tiền để thực hiện hóa cái ước mơ mua được một tòa lâu đài bên châu Âu của mình. Tôi thấy đây là nhân vật thực tế nhất trong cái con game này. Toàn bộ vụ án này đều rất là kém logic, nhưng chung quy lại điểm nhấn của vụ án này lại chỉ có một, đó là thanh niên này đã Wibu lại còn hô. Đôi nét về Yasuhiro Taeko. Taeko có một nỗi ám ảnh về hoàng gia của châu Âu. Để làm cho cuộc sống của mình trở nên thật hào nhoáng, con nhỏ này đã đổi tên của mình thành Celestia Ludenberg và tự tạo ra cho mình một câu chuyện hư cấu. Trong đó thì cha của nhỏ này là thành viên của giới quý tộc Pháp và mẹ là một nhạc sĩ người Đức. Con nhỏ này cũng bắt đầu sử dụng giọng điệu kiểu châu Âu và ăn mặc theo lối thiết kế Lolita nổi tiếng. Là một người cực kỳ giỏi nói dối nên con nhỏ này cực kỳ thành công trong lĩnh vực cờ bạc, thậm chí có thể thắng được những cái trò mà con nhỏ này chưa từng chơi trước đây. Tất cả là nhờ vào khả năng lừa gạt và thao túng tâm lý của mình. Ở Nhật thì cờ bạc là bất hợp pháp, và nếu muốn chơi thì chỉ có thể tìm đến bọn Yakuza. Vì vậy Celestia thường xuyên mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để có thể đánh bạc nhằm thực hiện hóa ước mơ. Bất chấp cái cuộc đời tàn khốc như này, nhưng con nhỏ này vẫn luôn kể ra những câu chuyện hư cấu về châu Âu và tự lồng mình vào trong đó như thể là chúng có thật. Cá nhân tôi thì thấy em này cũng khá giống Kiyotaka, rất biết nỗ lực theo đuổi tham vọng của mình, nhưng đáng tiếc là em ấy vẫn phải chết. Thank you.
Chương 4. Ngay ở cuối chương 3, em Kyoko Kirigiri Ultimate hỏi chấm đã nói cho anh main nhà ta biết một bí mật. Cho những ai chưa biết thì trong toàn bộ con game này, em Kyoko đã hỗ trợ Makoto rất nhiều trong việc tìm kiếm bằng chứng. Em ấy cũng dần thay thế Sayaka để trở thành nữ chính của con game này. Laman thế đủ rồi. Vậy tóm lại em ấy đã tiết lộ cho Makoto biết điều gì? Thì đại khái em ấy nói rằng trong nhà vệ sinh nam tầng 2 có một cái mật thất. Tôi đéo hiểu tại sao em ấy có thể vào được nhà vệ sinh nam, nhưng mà thôi kệ đi. Người đẹp thì đi đéo đâu cũng đẹp. Rồi. Sau đó thì Makoto đã đi theo chỉ dẫn của Kyoko và thực sự tìm được một cái mật thất. Makoto còn phát hiện ra rằng có rất nhiều kệ sách ở đây. Điều thú vị là thanh niên này đã tìm thấy một mảnh giấy có dòng chữ "Bạn không được rời khỏi nơi này". Chưa kịp hiểu xem ẩn ý của cái từ đó là gì thì thanh niên đã bị ai đó đeo mặt nạ cắn trộm từ phía sau, khiến cho thanh niên này bất tỉnh. Mãi sau đó khi Makoto tỉnh lại, thanh niên đã phát hiện ra rằng tất cả các hồ sơ trên kệ đều đã bị mất, chẳng còn cách nào khác. Makoto đành ôm cái đầu sưng cục của mình mà quay về phòng. Đúng lúc ấy, khi thanh niên đi qua phòng gym thì đã vô tình nhìn thấy Sakura thủ lĩnh thẻ bài, Sakura Ultimate võ sư đang đánh nhau với con gấu Monokuma. Cuộc chiến này diễn ra rất cân sức và ngoài cái màu trắng ra thì tôi đéo thấy cái gì khác cả. Sau đó, Makoto đã nghe lỏm được một chuyện rằng Sakura thực chất là nội gián do con gấu cài vào, và con gấu nó đang giam giữ con tin của lớn. Tôi sẽ đéo gọi bà này là nhỏ, bởi vì như anh em thấy rồi đấy, bà này có nhỏ đéo đâu. Sáng ngày hôm sau, sau cái ngày mà Celestia bị xử tử, con gấu cũng đã mở khóa thêm tầng 4 của học viện. Tuy nhiên, có hai căn phòng không mở được, đó là phòng điều khiển và phòng của hiệu trưởng. Makoto gặp lại Kyoko và kể ra những gì đã xảy ra trong căn mật thất vào ngày hôm qua. Thảo luận được một lát thì Kyoko hỏi thanh niên rằng anh có đang giấu em điều gì không? Thanh niên bảo không. Thế là em Kyoko dỗi luôn, hỏi đéo thèm trả lời. Bọn con gái thì cục vãi lộn. Sau đó thì cả bọn tập trung vào phòng để đồ và tìm thấy cái tủ nơi mà Alter Ego đã bị cất giấu. Con AI này đã tìm thấy một vài thông tin trong máy có liên quan đến sự kiện tuyệt vọng nhất, tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại. Chưa rõ cái sự kiện đó là cái gì cả, bởi vì đang bị thiếu thông tin. Và ngoài ra nó tìm thấy đó là trong cái ngôi trường này có một người đàn ông hơn 30 tuổi hiện tại đang làm hiệu trưởng của ngôi trường. Và thế là cả bọn đinh ninh rằng chính ông hiệu trưởng này là người đứng sau tất cả và là kẻ điều khiển Monokuma. Ngay sau đó, con gấu triệu hồi cả đám tới phòng gym và đưa ra một thông tin mới. Đó là trong cả bọn thì có một đứa làm nội gián, nó đéo mập mờ gì cả và chỉ đích danh Sakura. Sakura tiết lộ giao kèo của mình với Monokuma rằng nếu không có ai chịu giết nhau thì chính lớn sẽ là người làm điều đó. Ngay lập tức cả bọn nhìn Sakura như cái cách nhìn anh em fan MU chỉ với nửa con mắt. Thế nhưng anh em biết rồi đấy, tuy bị xã hội coi thường nhưng fan MU thì vẫn bất diệt. Aoi Asahina Ultimate bơi lội là người duy nhất đứng về phía Sakura. Cũng từ đấy mà cả bọn xuất hiện xô xát như việc Aoi tát thằng con ông cháu cha hay việc Genocider trả đũa Aoi. Nhận thấy mọi việc đã đi quá xa, Sakura đã quyết định làm gì đó. Còn về phía thanh niên Makoto, thanh niên này đã thú nhận với Kyoko về chuyện thanh niên đã giấu việc Sakura là nội gián vì không muốn gây mất đoàn kết nội bộ. Kyoko bĩu môi, rồi sau đó hết dỗi, nhỏ này mở mồm nói chuyện trở lại. Và lần này, nhỏ này muốn nhờ Makoto chuyện khác, đó là chuyển Alter Ego tới căn mật thất khi trước. Vì căn phòng này có kết nối Internet và làm như thế thì có thể để Alter Ego xâm nhập vào bên trong. Gái sinh ra lệnh thì thanh niên phải đứng dậy làm ngay. Thế nhưng sau đó, Makoto lại nhận được tin dữ. Lần này thanh niên phát hiện ra là Sakura đã chết trong vòng giải trí. Vụ án này chẳng có gì đáng để nói cả, vì thế tôi sẽ tóm tắt nhanh. Đầu tiên thì Sakura đã mời ba người là Byakuya, thằng thầy bói và Toko đến để nói chuyện theo kiểu Bình Dương, chứ đéo phải kiểu Hải Phòng. Thế nhưng Byakuya chạy chó mà không thèm đi, còn Toko thì tới sớm hơn dự định. Con nhỏ này đến trước, rồi sau đó núp vào trong tủ đồ gần đó để trốn. Sau đấy thì Yasuhiro đến, thanh niên này tưởng rằng Sakura định giết mình nên vừa lấy cái chai ở gần đó táng vào đầu Sakura. Cứ tưởng mình đã giết người nên Yasuhiro đã lấy máu bôi vào trong cuốn tạp chí với dòng chữ Toko hòng đổ oan cho Toko. Thế tuy nhiên, thanh niên này nào ngờ hành động của mình đã bị Toko nhìn thấy. Nhỏ này chui ra khỏi tủ đồ rồi lấy cuốn tạp chí ấy xếp lại trên giá. Khi quay mặt lại thì thấy Sakura bê bết máu nên nhỏ ấy lăn ra ngất đúng lúc ấy. Nhưng cách sát nhân của con nhỏ này trỗi dậy rồi vớ lấy một cái chai khác táng vào đầu Sakura, ăn hai phát táng liên tục vào đầu. Sakura mệt mỏi lớn quyết định uống thuốc độc mang bên mình để tự sát. Tất cả mọi chuyện chỉ có như thế là do Sakura tự sát mà thôi. Con gấu lô rốn thấy game dễ thế này thì chán bỏ mẹ, nó
cố tình đánh cháo thư tuyệt mệnh mà Sakura đã gửi cho bạn thân nhất của mình là Aoi để khiến Aoi phẫn nộ trước những gì mà mọi người đối xử với Sakura. Aoi và Sakura rất thân với nhau và vì thế nhỏ này sẵn sàng khai láo để tất cả mọi người đều xuống đáy xã hội giống như Phan MU. Con nhỏ này đánh cháo lọ thuốc độc với một hộp nước uống và sau đó nói rằng chính mình mới là người giết Sakura. Thế nhưng khi mọi chuyện vỡ lẽ thì thật trớ trêu khi mà lá thư thật của Sakura lại không có nội dung hiềm khích như vậy. Nội dung của bức thư thật, Sakura còn nói tới chuyện rằng con gấu Monokuma đã lấy cả võ đường của lớn để làm con tin. Gia đình Sakura đã duy trì võ đường trong hơn 3 thế kỷ. Họ sống sâu trong rừng và rất cổ hủ. Sakura là con gái duy nhất được sinh ra trong gia tộc, vì vậy lớn buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn so với các thành viên nam khác để chứng tỏ giá trị của mình. Sakura buộc phải làm theo yêu cầu của con gấu lừa dối, giết ai đó để bảo vệ cho gia đình mình hoặc là bỏ mặc họ đến chết. Cuối cùng, Sakura đã đưa ra một lựa chọn thỏa mãn được tất cả, đó là hy sinh chính bản thân mình. Cái chết của Sakura không hề vô ích khi nó khiến tất cả mọi người ngộ ra sự vô nghĩa của cái trò chơi giết chóc ngớ ngẩn này. Con gấu có vẻ khá khó chịu vì trong vụ án này Sakura vừa là nạn nhân vừa là hung thủ nên nó không có bất kỳ ai để đem ra hành hình cả. Chính vì thế nó đem một thứ khác ra để hành quyết, đó là alter ego. Chương 5. Sau cái chết của Sakura và sự ra đi của alter ego thì tầng 5 của học viện đã được mở khóa và tầng này dường như là tầng cuối cùng của học viện Hopic Academy. Byakuya lúc này nảy sinh nghi ngờ về Kyoko vì con nhỏ này luôn biến mất khi sự việc trở nên rối ren và nhỏ này là đứa duy nhất chưa tiết lộ tài năng của mình. Sau đó thì Kyoko gặp riêng Makoto và tiết lộ rằng con nhỏ này đã lấy cắp một thứ cực kỳ quan trọng của Monokuma. Đó là một cái chìa khóa vạn năng được lấy ở trong phòng hiệu trưởng. Căn phòng này vốn đang bị khóa, thế nhưng nhỏ này bảo rằng chính Sakura là người đã mở khóa giùm nhỏ. Và lý do nhỏ này tiết lộ cho Makoto biết cũng là vì thanh niên này là người đáng tin tưởng nhất trong cả bọn ở đây. Và ngoài cái chìa khóa ra thì nhỏ này có tiết lộ một điều khác, rằng có vẻ như ông hiệu trưởng không phải là kẻ chủ mưu mà là một kẻ khác. Kẻ đó là học sinh thứ 16 trong học viện có tên là Mukuro Ikusaba Ultimate Tuyệt Vọng. Tôi đéo hiểu đây là tài năng đéo nữa. Sau đó Kyoko nhờ Makoto đi dụ Monokuma để nhỏ này có thể tự do khám phá học viện này với cái chìa khóa vạn năng. Makoto đồng ý ngay không chần chừ. Gái xinh nhờ thì đéo ai lại từ chối. Câu giờ được một lúc với con gấu lừa dối và cho Kyoko dư giả thời gian điều tra. Thanh niên này mệt quá và quay lại phòng của mình. Nhưng nào ngờ thanh niên lại gặp cái tên đã từng úp sọt mình khi trước và giờ đây hắn lại tìm cách úp sọt thêm một lần nữa. Makoto tưởng rằng mình vẫn còn đang mơ. Thanh niên ngủ thêm phát nữa. Rồi khi mở mắt thì thanh niên đã thấy Kyoko đứng ở đó. Ngày hôm sau, thanh niên mới biết rằng tất cả không phải là mơ. Makoto chạy ngay để đi tìm Kyoko nhưng không thấy đâu cả. Và rồi khi tới phòng gym thì thanh niên đã phát hiện ra rằng đám còn lại đang tháo tung con gấu ra. Makoto được biết con gấu đã không hoạt động suốt từ đêm hôm qua và cả bọn đã ở đây để tháo dỡ con gấu. Sau khi thấy được dường như con gấu không còn hoạt động được nữa thì cả bọn quyết định sẽ phá cửa phòng hiệu trưởng để có thể điều tra được kỹ hơn. Trong lúc này thì Genocider đã bảo rằng cô ta phát hiện ra một cái xác ở trong vườn. Đó chính là kẻ đeo mặt nạ đã tấn công Makoto tối qua. Tuy nhiên vì không thấy mặt nên không thể biết đây là ai cả. Và vì thế Genocider lao lên kéo mặt nạ của kẻ đó ra thì bất ngờ một vụ nổ ập đến khiến cô ta bị bắn đi cả chục mét. Cái xác bắt đầu bốc cháy và cả bọn tìm cách dập lửa. Đến cuối cùng thì vẫn đéo biết đây là ai cả vì lửa đã thiêu rụi toàn bộ gương mặt rồi. Lúc này cả bọn chỉ biết nghi ngờ rằng đây là xác của Kyoko vì chẳng ai thấy nhỏ đấy đâu cả. Tạm bỏ qua cái xác vì con gấu không còn hoạt động nữa, thế nên chẳng cần phải điều tra để làm cái gì. Cả bọn tìm được chìa khóa vào phòng điều khiển ở tầng 4 và rồi phát hiện ra một sự thật động trời mới. Đó là tất cả những cái camera ở trong trường đều đang quay cả bọn và phát trực tiếp trên TV. Không hiểu thế lực nào có thể làm được điều này thì con gấu đổ đốn lại đột nhiên xuất hiện và bảo rằng cả bọn tốt nhất nên điều tra cái xác đi thì hơn, bởi vì phiên tòa lớp học lại chuẩn bị diễn ra rồi. Tưởng rằng đã thoát được
được rồi. Nhưng ai ngờ lại quay lại cái máng lợn, cả bọn tiếp tục điều tra và cho rằng Kyoko đã chết. Nhưng thực sự không phải vậy, Kyoko đột nhiên xuất hiện như ma ngay trước khi phiên tòa chuẩn bị diễn ra. Bởi vì Kyoko ở đây, thế nên nạn nhân là ai thì vẫn là một ẩn số. Sau đó thì Makoto đã xác định được rằng nạn nhân đó là Mukuro Ikusaba, học sinh thứ 16 bí ẩn. Cả bọn đều nhận thấy có gì đó bất thường, vì đéo ai lại đi giết một đứa còn đéo biết mặt. Thế nhưng cả bọn vẫn phải tranh luận và tìm xem ai mới là hung thủ. Trong đó thì bốn người là Miyagaya, Toko, Yasuhiro và Aoi đều có chứng cứ ngoại phạm, vì bốn đứa này đã ở cùng nhau suốt từ tối hôm qua. Chỉ còn lại Makoto và Kyoko thuộc diện tình nghi mà thôi. Lúc này em Kyoko hành xử khá là lạ khi tìm cách gán ghép tội cho Makoto, mặc dù cả Makoto và cả Kyoko đều không phải thủ phạm. Tuy nhiên con game ác ôn này lại bắt anh em phải đưa ra lựa chọn xử tử Makoto hoặc là xử tử Kyoko. Game sẽ có hai ending từ đây. Ending thứ nhất, bad ending. Đây là ending diễn ra khi anh em lựa chọn xử tử Kyoko. Sau khi Kyoko chết thì sẽ chẳng còn vụ giết chóc nào diễn ra cả. Mọi người sống với nhau rất vui vẻ. Và nhìn vào cái hình này thì anh em cũng đoán được rồi đúng không? Vãi cẩn lồn NTR ạ. Mà sao con này lại chết? Với tôi thì đây là tech ending đúng hơn. Sang đến ending thứ hai, chua ending. Ending này xảy ra khi xử tử Makoto cũng cùng một cách hành quyết. Nhưng trong lúc ấy thì Alter Ego đã kịp thời can thiệp vào hệ thống nên Makoto không bị xử tử. Mà thay vào đó, anh niên đã rơi xuống đống rác ở bên dưới. Con gấu lồ rốn cay lắm nhưng không thèm đuổi theo giết Makoto, vì nó cho rằng để Makoto chết bên dưới cái nơi toàn rác đó thì sẽ còn tàn khốc hơn nhiều. Makoto không hề hối hận khi đã bao che cho gái, mặc dù anh suýt có một cái chết tê tái. Thanh niên vẫn lạc quan, tìm cách sống sót ở dưới đống rác này. Lý do mà thanh niên này còn sống có lẽ là vì cái tài năng Ultimate Lucky Student của mình. Chỉ có may mắn mới có thể sống được chứ. Trong trường hợp của Kyoko thì em ấy chết tơi luôn mà. Laman đấy đủ rồi. Sau đó thì vào giữa đêm, Kyoko đột nhiên từ trên trời rơi xuống và vẫn còn sống. Nhỏ này mang cho Makoto đồ ăn thức uống và nói lời xin lỗi với thanh niên, vì lúc đó nhỏ này không còn sự hy sinh nào khác tốt hơn. Vì sau cùng chỉ có nhỏ này mới có thể khám phá ra bí ẩn của học viện. Makoto không chấp, đéo ai lại đi chấp cái sinh cả. Thế rồi Kyoko tiết lộ cho Makoto biết rằng mình đã nhớ lại mọi chuyện. Tài năng của con nhỏ này không phải là Ultimate hỏi chấm nữa, mà là Ultimate thám tử. Ngoài ra thì nhỏ này nói rằng nhỏ này tới cái học viện Hopic này để tìm bố của mình, cũng chính là cái ông hiệu trưởng của cái trường này. Con nhỏ này không tin là bố của mình lại có thể làm ra cái trò chơi giết chóc này được. Kyoko tiết lộ rằng cái đêm hôm đó, kẻ đeo mặt nạ tấn công Makoto chắc chắn không phải là ông hiệu trưởng, mà chính là kẻ chủ mưu thật sự. Hắn thấy Makoto và Kyoko là hai thành phần trướng mắt nên muốn tự tay diệt gọn, nhưng kế hoạch của hắn đã thất bại. Đó cũng là lý do mà Kyoko xuống đáy xã hội để lôi Makoto lên mặt đất. Tiểu sử của em Kyoko này khá là dài, có lẽ là dài nhất ở trong cái phần này. Và vì thế nếu anh em muốn tôi làm một cái video phân tích kỹ về em này thì comment xuống bên dưới nhé. Chương 6.
Sau khi Makoto quay trở lại, mọi người vẫn nghĩ rằng là thanh niên này là kẻ đã giết Meguro, mãi cho đến khi Kyoko thuyết phục rằng tất cả chỉ là một cái bẫy được tạo ra bởi kẻ chủ mưu thực sự thì mấy con lừa này mới tỉnh ngộ. Sau đó, Makoto đã tới gặp con gấu lừa rốn mà rồi bảo nó là mày hèn vãi lộn, giỏi thì để bọn tao điều tra lại đi xem nào. Trước sự khích đều đó, con gấu tự ái, nó quyết định mở khóa toàn bộ mọi nơi ở trong trường và để cho cả bọn tự do tìm hiểu. Trong suốt quá trình điều tra, Makoto đã khám phá cái dãy nhà đổ nát ở phía sau trường. Thanh niên này đã tìm được một căn phòng có lẽ thuộc về hiệu trưởng của ngôi trường này. Ở trong phòng, thanh niên và Kyoko phát hiện ra một cái mật thất khác và bên trong đó có một cái hộp quà chứa bộ hài cốt của ông hiệu trưởng. Tại sao họ lại biết đây là hài cốt của ông hiệu trưởng? Nguyên nhân là vì con gấu đã tuyên bố rằng chỉ có duy nhất 16 học sinh mới được phép sống ở đây và Kyoko đã đi đến kết luận nếu bố của cô đã ở đây thì chắc chắn ông ấy đã bị giết và có thể anh em chưa biết ông hiệu trưởng chính là người đã bị xử tử ngay đầu game bằng 5 quả trứng, à không, bằng một quả tên lửa. Makoto sau đó tìm ra một cái DVD. Nội dung nói rằng tất cả các học sinh, bao gồm cả thanh niên này, phỏng vấn với ông cựu hiệu trưởng. Ông ta chỉ hỏi rằng họ có muốn ở vĩnh viễn ở trong ngôi trường này không, và tất cả bọn họ đều nói là có. Trước khi xem được nhiều hơn thì con gấu mất dạy lại đến, nó phá hỏng cái đĩa khiến việc điều tra lại khó hơn. Sau đó Makoto còn tìm thấy những cái tủ đồ cũ xung quanh cái khu bỏ hoang này, trong đó có một cái đống đồ nghề trông như là đồ của thanh niên thầy bói, và ngoài ra còn có một cuốn sổ tay trông có vẻ như là nhật ký của Kyoko. Makoto sốc khi tìm để chúng, nhưng thanh niên ấy biết lúc này mình cần tìm thêm, càng nhiều chứng cứ thì càng tốt. Sau đó Makoto tới nhà xác, căn phòng ngoài nằm trên tầng 5 và trước đấy đang bị khóa. Makoto cảm thấy rất là tiếc thương cho tất cả những người đã chết, bao gồm Sayaka, Leon, Junko, Mondo, Chihiro, Celestia, Ifumi, Kyotaka, Sakura và cả Mukuro nữa. Nhưng sau đó thanh niên này nhận ra có vấn đề rằng tại sao lại chỉ có 9 chỗ chứa xác trong khi đó lại có tới 10 người chết. Và rồi cuối cùng thanh niên này đã nhận được một bức ảnh của con gấu. Trong ảnh thì ta có thể thấy tất cả mọi người đang chụp chung với nhau ngoại trừ thanh niên này ra, bí ẩn lại trồng nên bí ẩn. Nhưng Makoto biết vụ này sẽ sớm được giải quyết mà thôi. Và rồi cuối cùng phiên tòa đã diễn ra. Đầu tiên tất cả mọi người nghi ngờ lẫn nhau vì bức ảnh mà con gấu gửi cho họ, và rồi cả bọn nghĩ đến một khả năng, đó là con gấu là một designer chuyên nghiệp và nó đã cắt ghép ảnh bằng Photoshop. Nhưng Makoto không nghĩ vậy. Có 3 thứ khiến thanh niên này bận tâm, đó là nhật ký của Kyoko, đồ nghề thầy cúng của Yasuhiro và cả nội dung trong cái đĩa mà Makoto đã tìm thấy. Và vì thế thanh niên này đã đi đến một cái kết luận, đó là tất cả mọi người đều đã từng học ở cái ngôi trường này, nhưng bằng cách nào đó mà cả bọn đã bị mất đi ký ức. Con gấu lừa rốn lúc này đã thừa nhận tất cả, rằng cả bọn đã bị xóa trí nhớ bằng một cách nào đấy. Cả bọn vẫn còn bán tin bán nghi, nhưng sau đó họ phải trở lại vấn đề chính, đó là tìm xem ai mới là kẻ đã giết Meguro. Sơ qua về Meguro, nhân vật này có tài năng được gọi là Ultimate Quân Nhân, là một chiến binh tinh nhuệ trong nhóm lính đánh thuê Fenrir ở vùng Trung Đông. Vì Meguro đã chết, thế nhưng nếu tính cả Meguro thì lẽ ra ở nhà xác sẽ có tới 10 ô được sử dụng thay vì 9 ô như Makoto đã thấy. Có nghĩa là Meguro ban đầu vốn là ai đó trong số 9 người đã chết kia. Kẻ chủ mưu đã lôi xác của Meguro ra để tạo cớ cho nhóm truy tìm hung thủ, nhưng nào ngờ hung thủ thực sự lại đang nhìn họ qua màn hình xanh. Qua khám nghiệm tử thi, cái xác của Meguro có vô số vết đâm và chỉ có duy nhất một người đã chết có cái đặc điểm này, đó là Junko Enoshima, Ultimate Thời Trang. Thế nên Makoto có thể đi đến kết luận rằng ngay từ đầu Meguro và Junko đã hoán đổi vị trí cho nhau, để rồi sau đó Meguro đã bị giết một cách thê thảm. Điều này khiến không ai nghĩ rằng Junko thực sự vẫn còn sống, con gấu vẫn còn chối bai chối biến. Thế nên Makoto đã đưa ra một bằng chứng khác, đó là con gấu đã 2 lần không muốn để Makoto biết được mặt của Junko. Lần thứ nhất là với cái video và lần thứ hai là với những cái bức ảnh. Trong tất cả các bức ảnh thì ta không thấy mặt Junko xuất hiện, và đó chính là điểm đáng ngờ, không thể chối cãi được nữa. Danh tính của kẻ chủ mưu thực sự đã lộ diện, đó là Junko Enoshima, Ultimate Tuyệt Vọng. Sau đó thì Junko đã đưa ra một thông báo gây sốc khi nhỏ này chiếu lên màn hình những sự thật về thế giới bên ngoài, đó là một nơi đầy chết chóc và bạo lực. Đây là hậu quả của sự kiện tuyệt vọng nhất, tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại. Cả thế giới đã bị thay đổi hoàn toàn bởi cái sự kiện đó. Tất cả mọi người đều sốc khi biết được sự thật. Họ cứ ngỡ chỉ ở trong trường được có vài tuần và không thể tin rằng thế giới đã thay đổi nhanh tới như vậy. Nhưng không, họ đã ở trong ngôi trường ở được tận 2 năm và tất cả những bức ảnh kia không phải là ghép, vì họ thực sự đã từng là bạn bè của nhau trong suốt 2 năm qua. Sau đó Junko còn tiết lộ một sự thật khác còn gây
sốc hơn, đó là cái ngôi trường mà họ tìm cách thoát ra này thực chất là một cái hầm trú ẩn cho họ trước các thế lực bên ngoài. Mục đích cựu hiệu trưởng của ngôi trường này muốn giữ tất cả các học sinh ở bên trong là nhằm nuôi dưỡng niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại. Đó cũng là lý do mà tất cả mọi người đều đồng ý rằng sẽ ở vĩnh viễn trong cái ngôi trường này. Hay nói cách khác, nỗ lực thoát ra bên ngoài của họ và cái trò chơi giết chóc này là hoàn toàn vô nghĩa. Lúc này Junko đưa ra hai lựa chọn, sư tử Gota hoặc là sư tử Makoto. Trong trường hợp sư tử Gota thì tất cả học sinh ở đây sẽ không thể sống được trong ngôi trường này nữa, vì thế giới bên ngoài đã bị ô nhiễm và cái máy lọc không khí duy nhất ở đây thì chỉ có Junko mới biết cách sử dụng. Mặt khác, nếu Makoto chết thì tất cả sẽ được phép sống tiếp ở đây. Tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng, tất cả mọi người đều sợ hãi khi biết được sự thật này, họ đều lưỡng lự và do dự. Tuy nhiên Makoto không chùn bước, bởi vì sống trong tuyệt vọng thì không được gọi là sống. Anh nên thuyết phục Yasuhiro rằng việc ở lại trong ngôi trường này bị giam hãm bởi sự tuyệt vọng thì không được gọi là sống. Yasuhiro sau đó đã nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, có nghĩa là tiến lên về phía trước, ngay cả khi điều đó đã đương đầu với sự sợ hãi. Vì thế thanh niên này muốn rời khỏi ngôi trường để theo đuổi tương lai của chính mình. Makoto thuyết phục Aoi rằng họ không chỉ sống cho bản thân mình mà còn sống cho những người bạn đã khuất của họ. Sau đó Aoi nhận ra rằng nếu Sakura vẫn còn sống thì hẳn Sakura sẽ nói rằng sống có nghĩa là chống lại tuyệt vọng và đương đầu với khó khăn. Do đó Aoi quyết định mình sẽ tiến về phía trước để tưởng nhớ những người bạn cùng lớp đã hy sinh của mình. Makoto thuyết phục Byakuya rằng gia tộc của thanh niên này không bao giờ khuất phục trước tuyệt vọng, và với tư cách là một thằng con ông cháu cha, thanh niên này không được bỏ cuộc. Byakuya nhận ra rằng gia tộc Togami vẫn chưa bị tuyệt diệt bởi vì thanh niên này vẫn còn sống và còn đứng ở đây. Thanh niên cũng lấy lại động lực của chính mình rằng đó là phải giết được kẻ chủ mưu của cái trò chơi ngớ ngẩn này. Sang đến Genosider, con nhỏ này bảo Makoto rằng nó đéo quan tâm đến việc đi hệ ở, nghĩa là Byakuya đi cùng thì đâu cũng là nhà. Cuối cùng Makoto thuyết phục Kyoko rằng cha của nhỏ này sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng, và nếu như không có hy vọng vậy thì chỉ cần tự mình trở thành niềm hy vọng mới là được. Kyoko nhận ra rằng bố của mình sẽ không bao giờ hy sinh người khác chỉ để giữ lại mạng sống của bản thân, và nhỏ này tin rằng đứng về phía của Makoto là lựa chọn đúng đắn. Sau khi tất cả mọi người đã tỉnh ngộ, cuối cùng Junko chấp nhận thất bại của mình và sẽ nhận lời án phạt. Makoto khuyên rằng Junko không nên làm vậy, nhưng chẳng có gì ngăn cản được cô ta cả, bởi vì cô ta điên con mẹ rồi. Khi những đau khổ cuối cùng cũng kết thúc, Makoto đã có được cái công tắc, mở được cánh cửa, chỗ lối ra. Thanh niên này cũng tự hỏi, không biết rằng bên ngoài liệu có đáng sợ và khủng khiếp như ở đây không. Tuy nhiên thanh niên này biết rằng nếu như vẫn còn giữ hy vọng thì sẽ chẳng còn khó khăn nào có thể làm khó được họ cả. Và đó cũng là toàn bộ diễn biến của Danganronpa Trigger Happy Havoc. Phải nói rằng con game này vô cùng hay, độ gay cấn cùng với những bài học triết lý ở trong game thực sự dễ hiểu và ý nghĩa. Cá nhân tôi rất thích con game này, nên chắc chắn là tôi sẽ chơi phần 2 trong tương lai trên kênh YouTube của mình. Sau đó tôi có thể làm một cái video tóm tắt siêu đầy đủ giống như cái video này. Nếu bạn quan tâm thì có thể nhấn subscribe cho kênh của tôi để nhận thông báo. Và nếu bạn thấy video này hay thì đừng tiếc gì một like, một comment và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Hẹn gặp lại các dân chơi trong những video sắp tới.